Chào các bạn và tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh xe máy của Vinh Cùa Bắp nha các bạn. Và trong cái video clip hôm nay á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo nữa là lấy cái nhông bơm nhớt ra ngồi đổi thay nhông bơm nhớt mà không cần phải rã nắp côn, có được hay không các bạn? Là mình cái video này là mình làm theo yêu cầu của một số bạn. Là thường thường là cái nhông bơm nhớt á các bạn, thì các bạn khi các bạn thay á thì các bạn phải tháo cái nắp côn ra, các bạn mở cái phần bình côn ra, mở cái bộ bơm nhớt ra, các bạn mới canh và các bạn mở ra được. Còn bây giờ là cái cách nào mà mình lấy được cái nhông bơm nhớt ra ngoài để mình thay nhưng mà không cần phải mở nắp côn nha các bạn, thì trong video clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn nha. Đây các bạn, đây là một cái con xe mà cái hậu quả của cái việc mà mình đỡ cái sen cam nó dùng đó các bạn. Sen cam quá dùng đó. Cần tan cam này là nhông tan cam cũng mất luôn, mình mở ra thì không thấy cái nhông tan cam đâu nữa nha các bạn, hình như nó nát dụng đâu hết rồi đó. Thì nó giả, cái sen cam nó rất là dùng, nó giả lâu ngày nó mòn cái nhông bơm nhớt này các bạn, mòn hết luôn, hết cái nhông bơm nhớt rồi luôn, và cái phần này nó cũng đã mòn xét mà nó mòn đứt luôn này các bạn. Đó, nó có một cái chốt là đỡ đặt cái nhông tan cam á, bánh tan cam, nhưng mà nó mòn hết rồi. Và khi mà bơm nhớt nó không có chạy nữa, cái nhông này nó không chạy nữa này các bạn. Đó, thì nó dẫn đến cái hậu quả là rubber nòng, nó không bơm nhớt lên này các bạn, thì nó sẽ rubber nòng. Này mình xây cái nhông này là nhớt bộ nhớt, khi cái nhông này nó chạy này các bạn, thì nhớt nó sẽ bơm lên phần này, bơm lên nó nuôi đầu nằm đó các bạn, nó nuôi phần cam cò. Đây các bạn ấy, hậu quả như thế này, nó dính rubber như thế này thì nó không có hơi nữa, nó không có nổ nữa nha các bạn. Rồi, và trong cái video hôm nay á, mình muốn chia sẻ với các bạn là mình sẽ lấy cái nhông bơm nhớt này ra. Đó, bây giờ này lấy không được này các bạn. Mà nếu các bạn muốn mở cái nhông bơm nhớt này, thông thường thì các bạn phải mở cái nắp côn kia. Các bạn canh bên đó, rồi các bạn mới mở cái nhông này ra được. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ theo yêu cầu của một số bạn. Có cách nào mà mở cái phần này ra không mà mình có thể thay được cái nhông bơm nhớt này này các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo. Để có thể mình lấy cái nhông bơm nhớt này ra mà không cần phải rà nắp côn nữa các bạn. Đó. Trước tiên các bạn kiếm cho mình một cái vít như thế này, thì cái mũi nào bằng bạn được đó, mài thiệt bén như thế này nha các bạn. Đó, mài bén như thế này. Và một cái búa. Đây các bạn. Các bạn đặt vô cái vị trí như thế này các bạn. Các bạn đục cho nó đứt hết cái phần đây ra cho mình nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm thử cho các bạn xem nha. Đó, bây giờ này là mình không thể nào mình lấy ra được này các bạn. Nếu như mà các bạn không có canh cái phần bên côn, nếu không tháo thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đục. Các bạn đục đến khi nào mà cái phần đục nhẹ ra nha các bạn. Ví dụ như đục mạnh quá thì nhiều lúc nó chọt và nó sẽ trúng cái lóc này các bạn. Đục nhẹ nhàng. Đục đến khi nào mà cái phần giữa cái phần sắt này với cái phần cao su này nó rờ ra với nhau đó các bạn.
Đó, và nó đã rớt ra luôn này các bạn. Đây. Và các bạn đã lấy ra rất là dễ dàng này. Lấy ra rất là dễ dàng này các bạn. Đó, nó đã rớt khi sau khi mình đục đã bứt cái phần cao su với kết nối với cái phần cao su với cái phần sắt này này các bạn. Thì mình lấy ra rất là dễ dàng này. Đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi các bạn mở tiến hành mở cái phần này ra, mở cái phần ô sắt này ra, các bạn đúc cái ti này lại rồi bỏ cái phần nhông bơm nhớt vào thôi. Quay mình gần gần mình lấy nét cho rồi. Đây bạn mình mở ra này. Đó. Rồi mình sẽ tiến hành bỏ cái nhông bơm nhớt này vô. Vậy là xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ cái nhông bơm nhớt này vô luôn nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ bỏ cái nhông bơm nhớt này vào cho các bạn xem luôn nha. Các bạn lưu ý cho mình cái chỗ này này, khi các bạn không có cần tháo nắp côn á thì bắt buộc cái ti bơm nhớt thì nó sẽ không có lồi về phía bên kia được, cho nên cái đầu gai này nó dài này các bạn, thì nếu như các bạn muốn bỏ vô được thì các bạn nên mài nâng ngắn hơi ngắn lại xíu nha các bạn, thì các bạn mới bỏ vào được nha các bạn, chứ không thì nó sẽ không có vô đâu. Mình lấy ra được nhưng mà mình không bỏ vô được đó các bạn. Rồi mình đã mài rồi này các bạn, mài ngắn hơn xíu rồi này. Nó vẫn đủ gai cho nó không sao rồi nha các bạn. Mình thử gắn vào trước làm clip cho các bạn xem rồi xíu nữa mình sẽ tiến hành tháo hết cái phần này ra mình rửa mình ráp sau nha. Đó các bạn, mình đã tiến hành bỏ cái nhông này vào xem ngoài này các bạn. Đó, nếu như mà các bạn bỏ vô nó hơi cứng quá các bạn nên lấy một cái
cái cây gì nhọn nhọn đó các bạn đút vào cái lỗ này, các bạn canh cái ti lại, canh cái ti lại cho nó đứng cái ti rồi mình mới xây cái nhông này các bạn. Đó, như vậy là đã xong rồi đó các bạn. Và trong cái video clip hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách mà lấy cái bánh bơm nhớt ra và ráp cái bánh bơm nhớt mà không cần phải rã nắp con nha các bạn. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn thao tác thành công. Và nếu yêu mến mình thì hãy đăng ký kênh, ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau.